Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 21 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng chuẩn bị nội dung chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án phát triển ngành kinh tế biển thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó mục tiêu đặt ra là tốc độ tăng trưởng khách du lịch giai đoạn 2016-2025 đạt từ 13-14%. Thời gian qua, du lịch thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc chỉ đạo quyết liệt trục xuất các hướng dẫn viên người nước ngoài hoạt động chui, nhưng thực trạng này vẫn ngang nhiên tiếp diễn. Tin quốc tế. Tiếp tục thông tin về công tác cứu hộ tại Mexico, các lực lượng an ninh và cứu hộ nước này vẫn đang trong nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát. Vào chiều qua tại Tokyo, Cục Xúc tiến Thương mại, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Trung tâm Nhật Bản ASEAN tổ chức hội thảo giao thương, hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Nhật Bản. Tham dự hội thảo có gần 100 doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, hàng dệt may, tiêu dùng và công nghiệp phụ trợ. Trong bối cảnh kim ngạch thương mại của các nước khu vực đều giảm, Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định. Kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt 177,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2015. Trong đó, thị trường Nhật Bản đã góp phần đáng kể giúp thương mại Việt Nam tăng trưởng ổn định. Hội thảo giao thương hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Nhật Bản tạo cơ hội để các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam tiếp cận, trao đổi trực tiếp với nhau. Sáng nay, ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì cuộc họp với Thường trực Hội đồng nhân dân các quận huyện và các ngành liên quan nhằm chuẩn bị chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017. Dự kiến chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri sẽ được tiến hành vào trung tuần tháng 11 năm nay. Nội dung chương trình lần này tập trung rà soát kết quả thực hiện kết luận số 41 ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tại chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri trước kỳ họp thứ tư và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước sau kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9. Đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố và bàn các giải pháp về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri được xem là đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh, nội dung chương trình lần này phải tập trung giải quyết rốt ráo các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư và thông báo kết luận 41 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Nội dung các công việc chuẩn bị cho chương trình cũng đã được Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ đạo các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận huyện triển khai nhằm bảo đảm cho chương trình một cách tốt nhất. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết điều tra kiểm kê rừng năm 2016, sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 07 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng. Phó Chủ tịch thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, tổng diện tích kiểm kê rừng của thành phố hơn 66.000 ha, trong đó ban quản lý hạt kiểm lâm rừng đặc dụng hơn 31.000 ha. Còn lại chủ yếu nằm trong sự quản lý của Ủy ban Nhân dân xã phường và các hộ gia đình. Tổng trữ lượng gỗ rừng kiểm kê gần 10 triệu mét khối, trong đó tự nhiên chiếm đến 90%. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao kết quả tổng kết điều tra kiểm kê rừng năm 2016, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng, ban ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý kiểm kê rừng trong giai đoạn tiếp theo, xây dựng bộ dữ liệu đầy đủ nhất về rừng, thống nhất với số liệu trên bản đồ, đồng thời có tham mưu xây dựng chính sách cụ thể cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tại cơ sở trình Ủy ban Nhân dân thành phố xét duyệt. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án phát triển ngành kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu đặt ra là tốc độ tăng trưởng khách du lịch giai đoạn 2016-2025 đạt từ 13-14% và giai đoạn 2026-2030 đạt 13%. Khối lượng hàng hóa qua cảng đến năm 2025 đạt 12-13 triệu tấn một năm và tốc độ tăng trưởng hàng container giai đoạn 2020-2025 đạt từ 10-15% một năm. Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh tế biển dự kiến giai đoạn 2017-2020 là hơn 19.000 tỷ đồng,
trong giai đoạn 2021-2025 là 13.000 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 17.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, một trong những nội dung của đề án phát triển ngành kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là thành phố sẽ tập trung phát triển kinh tế hàng hải. Theo đó, phát triển cảng Đà Nẵng trở thành cảng cửa ngõ quốc tế theo hai khu vực Tiên Sa và Liên Chiểu. Khu cảng Tiên Sa phục vụ hành khách, đầu tư khu bến chuyên biệt cho tàu du lịch. Khu cảng Liên Chiểu phục vụ hàng container, hàng tổng hợp và hàng lỏng. Thành phố sẽ đầu tư xây dựng các cảng càng để đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua hành lang kinh tế Đông Tây, đặc biệt là hàng hóa được vận chuyển bằng container. Cũng theo nội dung phát triển ngành kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố sẽ nâng cấp cảng cá Thọ Quang thành cảng loại 1, khu trú bão và neo đậu tàu thuyền. Theo hướng trở thành một trong năm trung tâm nghề cá của cả nước gắn với ngư trường Biển Đông và Hoàng Sa, cùng với đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, sử dụng công nghệ tiên tiến để xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố khuyến khích các doanh nghiệp chế biến thủy sản áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, từng bước phát triển đội tàu vỏ thép, tàu composite, gỗ bọc composite công suất lớn, hiện đại hóa trang thiết bị, máy móc, ngư lưới cụ khai thác gắn với chú trọng công tác khuyến ngư, nâng cao năng lực khai thác, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm khai thác cho ngư dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về giải quyết dứt điểm đối với các hợp tác xã ngưng hoạt động. Theo đó, đối với các hợp tác xã không còn hoạt động thì phải giải thể bắt buộc nhưng chưa đủ điều kiện để ra quyết định giải thể do bị thất lạc hồ sơ gốc hoặc là không liên lạc được với ban quản trị hợp tác xã. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện thành lập hội đồng liên ngành với sự tham gia của Liên minh Hợp tác xã thành phố, cơ quan thuế, Ủy ban Nhân dân các quận huyện và chính quyền địa phương nơi hợp tác xã đăng ký trụ sở, tiến hành kiểm tra các hoạt động của hợp tác xã, lập biên bản làm việc, xác nhận tình trạng hợp tác xã để làm căn cứ bổ sung vào thủ tục ra quyết định giải thể bắt buộc. Theo kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, huyện Hòa Vang đặt ra mục tiêu hàng năm đầu tư từ 5 đến 8 hectare diện tích rau ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm tại các vùng. Đồng thời, huyện cũng đã áp dụng các công nghệ trong sản xuất như màng phủ nông nghiệp trong canh tác, hệ thống nhà lưới, nhà kính. Huyện cũng khuyến khích nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý sâu bệnh, sử dụng phân bón hữu cơ lỏng, khai thác bã thải trong sản xuất nấm, rơm rạ để làm phân bón hữu cơ vi sinh. Hiện nay, huyện Hòa Vang đang đầu tư nâng cấp các vùng rau, đồng thời đưa vào sản xuất nhiều loại giống mới để đa dạng sản phẩm, tiến tới xây dựng nhãn hiệu hàng hóa rau củ quả Hòa Vang. Thưa quý vị, thời gian qua, dù thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, trục xuất các hướng dẫn viên người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, hành nghề chui, nhưng thực trạng này vẫn ngang nhiên tiếp diễn. Và câu chuyện này tiếp tục nóng khi mà mới đây, cộng đồng hướng dẫn viên Hoa ngữ tại Đà Nẵng đã có đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng về việc đề nghị xử lý hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc hoạt động chui tại địa bàn. Theo nội dung đơn kiến nghị thì thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng người Trung Quốc trực tiếp dẫn đoàn khách du lịch người Trung Quốc. Họ thuyết minh ngay trên xe, tại các điểm tham quan một cách tự do, trong khi không ai kiểm soát được nội dung thông tin mà các hướng dẫn viên này cung cấp cho du khách. Tôi cũng đã tiếp nhận được cái đơn của cộng đồng một số hướng dẫn viên Hoa ngữ gửi lên để mà phản ánh về vấn đề này. Thì có thể nói là về mặt trình tự thủ tục thì nó cũng có những cái theo quy định của pháp luật để xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị. Tuy nhiên thì về cái thực tế thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đề nghị và mong muốn các cộng đồng hướng dẫn viên nếu thực sự có những cái chứng, có những cái thông tin, có những cái hình ảnh cung cấp để mà hỗ trợ chúng tôi và phải cần có sự vào cuộc cùng với các đơn vị lữ hành cũng như hướng dẫn viên thì mới có thể xử lý rốt ráo vấn đề này được. Bản chất gốc của nó là từ cái tour giá rẻ, do đó để mà xử lý cái vấn đề này thì phải xử lý từ gốc. Theo ông Cường thì từ trước tới nay Sở Du lịch thành phố tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động lữ hành trên địa bàn. Báo cáo của ngành cũng cho biết từ đầu năm tới nay đã xử lý được 24 trường hợp người nước ngoài hoạt động hướng dẫn và hoạt động lữ hành trái phép trên địa bàn thành phố, xử phạt 225 triệu đồng và chuyển hồ sơ cả 24 trường hợp này cho cơ quan công an để tiếp tục xử lý.
những cái tháng cao điểm, ví dụ như tháng 7, tháng 8 vừa rồi, thì với cái lực lượng thanh tra mỏng không thể trải dài hết, thì sở cũng đã huy động cả các lực lượng từ các cái đơn vị sự nghiệp của sở, từ các phòng chuyên môn cũng như các phòng văn hóa thông tin của các quận huyện để tham gia cùng cái đoàn kiểm tra liên ngành để mà kiểm tra kiểm soát thường xuyên tại các cái khu điểm, các cái điểm tham quan du lịch mà có khi đến 2-3 giờ sáng và ngay cả buổi trưa 11-12 giờ khi có thông tin thì vẫn đến để mà có thể nắm tình hình cũng như là theo kế hoạch thì xuống để nắm tình hình, và trên cơ sở những tình hình thực tế như vậy thì mới có những cái hướng để mà ứng phó và xử lý cho nó phù hợp. Có thể thấy hoạt động hướng dẫn viên và lữ hành trái phép là vấn nạn không chỉ với ngành du lịch Đà Nẵng mà còn diễn ra ở cả nước. Với quan điểm của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng, nếu phát hiện có tình trạng người nước ngoài hoạt động trái phép sẽ xử lý nghiêm, trục xuất về nước hoặc tước giấy phép kinh doanh của các đơn vị lữ hành. Cùng với các hoạt động trên, công tác khoanh vùng những đối tượng đáng nghi cũng được thanh tra sở làm quyết liệt, thu thập đủ chứng cứ sẽ bắt và xử lý tại chỗ. Tuy nhiên, để xử lý người nước ngoài làm du lịch chui phải chứng minh rõ ràng hành vi, có đầy đủ chứng cứ từ hình ảnh, video. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của đơn vị chức năng thì cần sự chung tay của cộng đồng hướng dẫn viên của thành phố và các doanh nghiệp du lịch. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Chiều nay tại Đà Nẵng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế phối hợp với Hội Hô hấp Việt Nam và các đơn vị liên quan công bố chương trình Vì lá phổi khỏe tại Việt Nam. Đây là chương trình sáng kiến đa quốc gia nhằm nâng cao chất lượng quản lý bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thông qua sự hỗ trợ của một đơn vị dược quốc tế, chương trình sẽ triển khai từ năm 2017 đến năm 2020 với nhiều hoạt động như tổ chức các câu lạc bộ bệnh nhân và các hoạt động khám tầm soát, cải thiện chẩn đoán, điều trị sớm để kiểm soát bệnh tốt nhất. Hiện nay, bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các bệnh hô hấp nói chung vẫn đang được chú trọng đúng mức tại Việt Nam. Tỷ lệ người bệnh hen chiếm 4,1% dân số, nhưng chỉ có hơn 29% dùng thuốc điều trị duy trì và gần 40% bệnh nhân được kiểm soát hen tốt. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án phát động phong trào kêu gọi cán bộ công chức viên chức người lao động tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt. Hiện Đà Nẵng có 12 tuyến xe buýt, trong đó có 5 tuyến xe buýt trợ giá được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2016. Tuy nhiên, phương tiện giao thông công cộng này vẫn chưa thu hút được người dân Đà Nẵng. Vì vậy, mục tiêu chính của kế hoạch là vận động ít nhất 30% tổng số cán bộ công chức viên chức thành phố tham gia sử dụng xe buýt nhằm hạn chế phương tiện cá nhân và thực hiện chương trình thành phố 4 an. Dự án đường gom đường sắt đoạn từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm có quy mô đầu tư gần 145 tỷ đồng với chiều dài toàn tuyến là hơn 5 km. Sau hơn 1,5 năm triển khai đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất. Đây là tuyến đường đi qua khu vực đông dân cư thuộc địa bàn hai phường Hòa An và Hòa Phát. Số hộ phải giải phóng mặt bằng lên đến 820 trường hợp. Với nỗ lực của quận Cẩm Lệ và các cấp ngành liên quan trong công tác vận động, đến thời điểm hiện tại đã có 816 trường hợp bàn giao mặt bằng. Trong 4 hộ còn lại, có một hộ đã cơ bản thống nhất di dời nhưng đang chờ kết quả bố trí tái định cư. Hiện đơn vị đã thi công được 60% khối lượng, trong đó nhiều đoạn đi qua phường Hòa An đã thảm nhựa và làm hộ lan đường sắt. Theo kế hoạch, sẽ hoàn tất công tác thi công vào tháng 2 năm 2018. Cũng liên quan đến giao thông trên địa bàn quận Cẩm Lệ, dự án nâng cấp đường vào khu CK55 thuộc địa bàn phường Hòa Phát đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa sau 45 ngày thi công. Trước đây, tuyến đường có chiều dài 626 m với mặt cắt đường là 5,5 m đã xuống cấp nhiều đoạn. Để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, thành phố đã đầu tư gần 26 tỷ đồng để mở rộng mặt đường thành 18,5 m. Trong đó, có 84 hộ dân giải tỏa mặt bằng, triển khai vận động từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Trên tuyến đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, công tác thi công cũng tiến hành thuận lợi, nhanh chóng. Đến nay, công trình đã hoàn tất thảm nhựa mặt đường và đang triển khai lát vỉa hè, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng tới. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ô nhiễm những lô đất trống, những dự án quy hoạch treo, nhất là ở khu vực trung tâm, luôn gây bức xúc cho người dân. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã đang thực hiện nhiều biện pháp, kể cả đầu tư để hình thành các khu công viên, vườn dạo, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch đẹp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là khu đất trống 84 Hùng Vương. Quy hoạch treo khiến khu đất này bị bỏ hoang, tường bao tạm bợ, nhét nhát. Cử tri rất bức xúc. Qua kiểm tra, lãnh đạo thành phố đã quyết định đầu tư
để xây công viên vườn dạo tại khu đất này. Công viên này trước đây là một bãi rác, nhưng mới gần đây thôi họ đã xây dựng lên công viên vui chơi cho các bạn học sinh và mọi người. Không gian rất là đẹp, thoáng mát, rộng rãi, sạch sẽ. Con với mấy bạn hay rất thường xuyên tới đây chơi nhiều lần. Rồi phong cảnh ở đây cũng rất là đẹp, phong phú, có nhiều cây cả cỏ. Không chỉ thoáng, đẹp, nhiều cây cảnh, nơi đây còn có không gian dành cho trẻ em. Bởi vậy, công viên này luôn thu hút đông đảo khách du lịch và người dân, nhất là học sinh. Vì mỗi chiều thì các cháu hay về nhà thì ít có không gian chơi. Từ khi thành phố đầu tư để làm cái dự án này thì tôi thấy rất là bổ ích. Nó có không gian để cho cháu vui chơi giải trí sau cái giờ học cả ngày. Thì hồi trước đây em thấy cái khu ở đây là đất trống này. Thì giờ chưa có cái khu này lên mình thấy toàn cảnh lắng đẹp. Mất cũng tiền lời cho mấy em học sinh. Chiều chiều em thấy cũng có nhiều người lớn tới đây ngồi nghỉ mát này. Để xây dựng thành phố theo hướng thân thiện môi trường, Đà Nẵng đang nỗ lực xử lý các lô đất trống gây ô nhiễm và xây dựng thêm nhiều khu công viên vườn dạo. Đó là nỗ lực rất lớn của thành phố, nhất là khi sự kiện APEC đang đến gần. Sau khi chương trình thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng phản ánh về tình trạng ô nhiễm nhếch nhác trên đường Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1 đã tổ chức kiểm tra và mới đây đã phát hiện và xử phạt một số trường hợp vi phạm. 4 trường hợp tiểu tiện không đúng nơi quy định trên đường Nguyễn Thái Học đã bị lực lượng chức năng phát hiện vào sáng hôm nay và đưa về công an phường Hải Châu 1 xử lý. Mỗi trường hợp bị phạt tiền 200.000 đồng, áp dụng theo Nghị định 167 CP. Ở các nước tiên tiến trên thế giới, hành vi vệ sinh cá nhân đại tiện tiểu tiện không đúng nơi quy định bị phạt rất nặng. Tại Việt Nam, hành vi này có thể bị xử phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, theo Nghị định 155 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm nay. Từ đầu năm 2017 đến nay, trong cả nước đã xảy ra nhiều trường hợp ngộ độc do sử dụng rượu có hàm lượng methanol cao, nhất là tại Lai Châu và Hà Nội, khiến cho nhiều người tử vong. Trước hậu quả nghiêm trọng đó, Sở Y tế thành phố đã có văn bản đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác chống ngộ độc rượu như phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc methanol, đặc biệt là đối với các đối tượng có tiền sử nghiện rượu, cấp cứu điều trị kịp thời để tránh các diễn biến xấu đối với sức khỏe của bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, sự tiên phong gương mẫu của nhiều chi bộ khu dân cư trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của đảng gắn với chủ trương của thành phố trong xây dựng thành phố Buôn An đã động viên các tầng lớp nhân dân cùng chung tay có những hành động thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư. Khu dân cư 11, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu gồm 5 tổ dân phố, có 150 hộ dân với khoảng 530 khẩu. Trước đây, khu vực này, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Là địa bàn có đông sinh viên ở trọ, tình trạng trộm cắp cũng thường xuyên xảy ra. Đầu năm 2017, chi bộ khu dân cư vận động đảng viên đóng góp kinh phí để lắp đặt camera an ninh tại một số khu vực. Cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận kết hợp với tổ dân phố đã đi đến từng cùng với cảnh sát khu vực, đã đi đến từng gia đình hộ dân và phổ biến và triển khai cái chủ trương đó, và để cái đảm bảo cho cái tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư được đảm bảo an toàn thì bà con dân khu dân cư đã nhiệt liệt hưởng ứng, và hiện nay thì 100% hộ dân gia đình ở khu dân cư đã đóng góp. Từ vài chiếc camera lắp đặt ban đầu, qua sự vận động của chi bộ đảng viên tại khu dân cư, đến nay, chỉ riêng tại 5 tổ khu dân cư 11, phường Hòa Cường Bắc, người dân đã tự nguyện đóng góp trang bị 11 cụm camera. Các cụm camera này đều được kết nối với hệ thống camera giám sát của công an phường. Người dân cũng có tài khoản riêng để có thể đăng nhập vào mạng, chủ động cùng với lực lượng an ninh khu vực trong việc giám sát, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Cái tình hình an ninh trước đây nó phức tạp lắm.
trộm cắp và tội phạm nó nhiều. Từ ngày Bác ra giờ thì thấy cái phong trào an ninh nó khá lên và nó rất rõ. Coi như dân chúng rất ủng hộ cái việc Bác ra này. Thực hiện chủ trương thành phố Bốn An, trong đó có an ninh trật tự, được biết nhiều chi bộ khu dân cư tại phường Hòa Cường Bắc đã đi đầu cùng với chính quyền, đoàn thể tại địa phương vận động người dân lắp đặt camera an ninh. Đến nay, ngoài hơn 600 camera do các hộ gia đình tự trang bị, phường Hòa Cường Bắc đã có 271 camera phủ sóng tại các kiệt hẻm, khu vực công cộng do nhân dân tự nguyện đóng góp, nâng tổng số camera an ninh tại địa bàn lên con số gần 2.000. Điều đó đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tin quốc tế, tiếp tục thông tin về công tác cứu hộ tại Mexico sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter. Các lực lượng an ninh và cứu hộ của nước này vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát. Các lực lượng chức năng và tình nguyện viên đang nỗ lực tháo dỡ những đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân. Khu vực đang được tập trung nhiều nhất là tại một trường học ở phía nam thủ đô Mexico City, nơi mà rất nhiều trẻ em vẫn còn đang mất tích. Theo giới chức Mexico, trận động đất mạnh đã khiến ít nhất 39 tòa nhà ở thủ đô này bị sụp đổ hoàn toàn và công tác tìm kiếm người sống sót vẫn đang được khẩn trương triển khai. Ngoài ra, khoảng 600 tòa nhà khác cũng đã bị hư hại sau đợt thiên tai này. Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray gửi lời cảm ơn cộng đồng quốc tế về các cam kết hỗ trợ Mexico tái thiết sau động đất. Cho tới nay, đã có Mỹ, Chile, El Salvador cam kết viện trợ, trong khi Israel cho biết đang cử một đội gồm 70 nhân viên cứu hộ tới hỗ trợ Mexico tìm kiếm cứu nạn. Trong khi đó, sau khi càn quét khu vực Caribe khiến cho ít nhất 9 người thiệt mạng, thì bão Maria đã đổ bộ vào Puerto Rico và tàn phá nặng nề vùng lãnh thổ thuộc Mỹ với hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, lũ lụt nghiêm trọng gây mất điện toàn bộ hòn đảo. Siêu bão Maria đã tràn vào thị trấn Yabucoa, khu vực duyên hải phía tây nam đảo Puerto Rico với sức gió lên đến 250 km/h và được dự báo sẽ hoành hành tại đây trong 12 giờ đến 24 giờ tới. Hiện toàn bộ khu vực đảo này đang chịu cảnh mất điện. Nhằm giảm thiệt hại về người trong cơn bão, giới chức Puerto Rico đã ban bố lệnh giới nghiêm trong khoảng từ chiều tối hôm trước tới sáng hôm sau trên khắp hòn đảo, đồng thời cảnh báo người dân trú bão tại những nơi an toàn. Vào tối qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã có bài phát biểu trước khóa họp thứ 72 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại New York. Trong đó, ông kiên quyết bảo vệ thỏa thuận hạt nhân mang tính lịch sử mà Iran đã ký với các cường quốc. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Rouhani đã bác bỏ mọi khả năng đàm phán lại về thỏa thuận hạt nhân theo dự ý kiến của Tổng thống Mỹ Trump. Ông nhấn mạnh đây là thỏa thuận được cộng đồng quốc tế ủng hộ và công nhận, vì vậy không thể chịu tác động của một quốc gia đơn lẻ nào và bất cứ quốc gia nào từ bỏ thỏa thuận này sẽ bị cô lập và tự làm bẽ mặt mình. Trong khi đó, Liên minh châu EU cũng bày tỏ quan điểm trái ngược với Mỹ trong đánh giá về thỏa thuận hạt nhân với Iran. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini nêu rõ, tất cả các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân đều đang thực thi nghiêm chỉnh thỏa thuận được ký năm 2015 này và không cần thiết phải đàm phán lại thỏa thuận. Sáng nay, chính phủ Hàn Quốc đã phê chuẩn kế hoạch viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu đô la Mỹ cho Triều Tiên thông qua các cơ quan Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Hàn Quốc khẳng định đây là một phần trong chính sách viện trợ tách biệt với những căng thẳng chính trị hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Quyết định này cũng được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm ngày 11 tháng 9 mới thông qua lệnh trừng phạt với Triều Tiên. Bộ Thống nhất cho biết chính phủ sẽ cân nhắc thời điểm thực hiện kế hoạch sau khi tính tới nhiều vấn đề, trong đó có tình hình Liên Triều. Tiếp sau đây là một số thông tin văn hóa nổi bật. Các nhà khoa học rất bất ngờ khi vô tình tìm thấy một đoàn tàu đắm trong lúc sử dụng robot dưới nước để khảo sát vùng ven biển Bulgaria. Phần lớn những chiếc tàu từ nền văn minh La Mã, Hy Lạp và Ottoman được bảo quản một cách hoàn hảo trên một chiếc tàu La Mã 2.000 năm tuổi. Các nhà nghiên cứu thậm chí đã tìm thấy sợi dây thừng vẫn nguyên vẹn và có một số tàu họ mới chỉ thấy trước đó trong những bức minh họa cổ đại. Tất cả đồ tạo tác, nhóm nghiên cứu phát hiện đều được in lại bằng máy in 3D thuộc loại chi tiết nhất thế giới. Các công nhân xây dựng Trung Quốc rất kinh ngạc khi phát hiện chiếc quan tài hơn 1.000 năm tuổi chứa thi thể nguyên vẹn của một người đàn ông.
Quan tài và thi thể được khai quật ở làng Jizu thuộc huyện An Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Người đàn ông được cho là chết dưới thời nhà Minh. Thi thể mặc trang phục may từ loại vải tốt, đặt bên trong chiếc quạt giấy yêu thích. Quan tài của người đàn ông đóng từ đá vôi và gỗ thượng hạng giúp bảo quản xác chết. Cơ quan di sản văn hóa Trung Quốc cho biết người đàn ông có thể là một quý tộc hoặc có xuất thân giàu có. Các nhà khoa học Áo vừa phát triển công nghệ giao diện não, máy tính đầu tiên cho phép con người sử dụng ý nghĩ để soạn nhạc. Khác với các giao diện cho phép chơi nhạc bằng ý nghĩ trước đây, công nghệ BCI mới cho phép người dùng chọn các loại nốt nhất định, dấu lặng hay hợp âm để soạn nhạc. Công nghệ BCI đã xuất hiện trong 20 năm, hoạt động theo nguyên tắc đo tín hiệu não bằng phương pháp điện não đồ. Thiết bị được người dùng đội trên đầu và có thể đọc chính xác ý nghĩ của chủ thể bằng cách đo dạng sóng phát ra khi chủ thể quan sát màn hình máy tính. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.